kính thưa tất cả bà con, thì đây là lần đầu tiên tôi làm clip về cái cuộc chiến pháp lý ở gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh nha bà con. Từ trước đến giờ thì tôi không làm, sở dĩ tôi không làm là vì nó mang cái tính chất là riêng tư quá. Nhưng mà hôm nay có một cái bước ngoặt về cái vấn đề pháp lý và ở đây là nó rất là pháp lý. À, do đó là tôi quan tâm và tôi làm. Rồi thì trước hết xin chúc cho bà con một mọi sự an lành bình yên. Thì thưa bà con, cái giai giai đoạn trước kia là cái giai đoạn mà giữa là cô Hồng Loan rồi cô Hồng Phượng này kia kìa nọ tranh chấp tài sản vân vân. À, thì cái giai đoạn đó tôi tôi không 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 có hứng thú và tôi cũng cũng cho rằng cái chuyện đó nó nội bộ nó quá riêng tư quá nội bộ và hôm nay thì có một cái tình tiết rất hay là có một nhà báo tên là Huỳnh Hòa Bình à, thì Huỳnh Hòa Bình thì có một cái trang Facebook độ khoảng chừng gần 7.000 người theo dõi thì lâu nay Huỳnh Hòa Bình lên tiếng với cái góc độ là không ủng hộ cô Hồng Loan và nhân đây tôi cũng nói luôn là tôi không ủng hộ ai hết nha Trong cái series mà là Là ở đây thì tôi chỉ phân tích pháp lý thôi Chứ tôi cũng không ủng hộ cô Hồng Loan Cũng như không ủng hộ cô Hồng Phượng Không ủng hộ ai hết à, Thì Là trường hợp của nhà báo Huỳnh Hòa Bình Thì người này không ủng hộ là Hồng Loan Và có rất nhiều status Là nêu ra À, những cái à, cái mà tạm gọi là bằng chứng và những cái lập luận để chống lại là Hồng Loan thì hôm nay lâu nay thì cô Hồng Loan thì không thấy cô nói gì nhưng mà hôm nay là cô chính thức gửi đến cho nhà báo Huỳnh Hòa Bình một cái tối hậu thư trong đó yêu cầu nhà báo Huỳnh Hòa Bình là hai vấn đề một là phải xóa tất cả những status có liên quan từ trước đến nay à, mà liên quan đến là cô Hồng Loan à, và hai là phải công khai là xin lỗi cổ còn nếu không làm cái việc đó thì cổ sẽ là khởi kiện nhà báo là là Huỳnh Bình và thậm chí có thể là gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng vì cái uh, hành vi mà của cô Hồng Loan cho rằng là nó là 331 à, thì theo tôi được biết thì cái tối hậu thư này là được luật sư của cô Hồng Loan là soạn thảo giúp và cô đã công bố là ở trên mạng xã hội rồi à, đấy còn về phần nhà báo Huỳnh Hòa Bình thì như thế nào thì mới đây Huỳnh Hòa Bình thì có làm một cái sơ tá tết như thế này để tôi review cho bà con nghe đây có lẽ trước hết là xem cái status của võ thị hồng loan đã ha rồi xong tới hòa bình sao ha dạ con chào các cô chú bác những khán giả thương quý ba con và đã thương yêu đại gia đình con từ trước đến nay thời gian vừa qua gia đình con xảy ra nhiều việc không mong muốn nhưng con chưa từng lên tiếng nói xấu bất cứ ai hay bình luận bất cứ vấn đề gì liên quan tới các sự việc trên bởi con hoàn toàn tin tưởng vào pháp luật và chỉ giải quyết mọi việc theo quy định pháp luật trong tương lai khi mọi việc đã được kết xong thì con sẽ công bố thông tin đến cô chú bác đã luôn yêu mến và ủng hộ gia đình con hôm nay 17 tháng 7 cách đây 4 giờ đồng hồ nha bà con con đã nhắn trên Facebook cá nhân của nhà báo Huỳnh Hòa Bình để gửi văn bản khuyến cáo đến chị nhà báo này vì thời gian qua chị nhà báo này liên tục viết những bài viết ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm của con và ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến gia đình con hình ảnh của ba con tràn ngập trên không gian mạng nhưng lại bị đưa lên với những thông tin tiêu cực lời lẽ công kích gây chia rẽ mất đoàn kết vì con không biết địa chỉ cơ quan địa chỉ nơi cư trú của nhà báo huỳnh hòa bình nên con phải chọn cách đăng tin công khai trên facebook để nhà báo nhận được thông tin hoặc nhờ cô chú bác thông tin đến nhà báo huỳnh hòa bình con cảm ơn cả nhà thì cái nội dung thông tin là tôi vừa thuật lại vừa vừa rồi đó tức là có có hai cái yêu cầu đó yêu cầu huỳnh hòa bình ngưng là không có viết nữa và xin lỗi cả chính là gì đó rồi bây giờ tôi mở đến cái Facebook của Huỳnh Hòa Bình nha bà con Đây là nhà báo Huyền Hòa Bình đây Đấy trả lời à, Sau một tiếng sau khi là Cô Hồng Loan Là nêu cái Cái gọi là tối hậu thư như thế Thì nhà báo Huỳnh Hòa Bình trả lời đây Nghe có mấy bạn Mét cô Hồng Loan đang đăng gì đó về tôi Thôi kệ cổ đi nha tôi không quan tâm không coi không đọc ở đây tôi xác định như vậy ở đây tôi nói chuyện nhà nghệ sĩ Vũ Linh một người của công chúng được quan tâm là bình thường báo chí hay công chúng bàn luận là bình thường tôi có cái quyền nêu quan điểm của mình về câu chuyện này tôi nói ở đây là còn sự tranh cãi trả lời những người phe cô Hồng Loan vô nhà tôi nói những sự thật không đúng về cô Hồng Loan hay mẹ con cô Hồng Phượng tôi nói những chuyện cô Hồng Loan công khai trước xã hội cho cả xã hội và báo chí biết bàn luận tôi nói chuyện nhà bà xã Hồng Nhung, cô Hồng Phượng và những người bị vu oan hãm hại trong chuyện này. Nhờ tôi nói chuyện của chính bản thân mình bị vu oan hãm hại, chửi rủa trong vụ việc này. Đây là quyền tự do ngôn luận của tôi. Cô Hồng Loan không thể cấm cản, cổ chỉ có thể kiện tôi khi tôi nói sai hay vu khống tôi, hay vu khống cổ. Còn quan điểm của tôi về cổ hai câu chuyện cổ không thể ép buộc tôi nghĩ và nói theo ý cổ. Cô Hồng Loan sợ sự thật đến vậy sao? Tôi đâu thiên vị ai, tôi nói theo sự thật thôi mà đấy thì như vậy rằng là huỳnh hòa bình là đã trả lời ha à đã trả lời thì ở đây là không mình không thể là comment là trong cái này được là bởi vì có lẽ là có nhiều người vô đây là tấn tấn công huỳnh nhà báo huỳnh hòa bình bởi vì hiện nay cái Facebook của cô Hồng Loan nó là nó 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 cái lượng người theo dõi là nó cực lớn nó đến là 165.000 người để tôi mở lại cho bà con xem này đây cái Facebook của cô Hồng Loan là là nó đã phát triển rất là dữ dữ dội 165.000 đây 165.000 đây cái lượng like này là đến là 10 riêng cái tết này là đến 10 13.000 À, như vậy cái lượng người mà ủng hộ cô Hồng Loan là cực lớn. À. Còn lượng người mà ủng hộ cô Hồng Phượng á là rất ít. À. Rất rất thấp. À còn riêng tôi thì tôi không có ủng hộ ai cả. Và tôi thuật lại nó như là một cuộc chiến pháp lý ly kỳ và đến cái giai đoạn bước ngoặt là giữa cô Hồng Loan và nhà báo và xem thử cái vấn đề là cái à, cái cuộc chiến này nó có cũng có cái thú vị à, một bên là là nói về gia đình là nói về những cái cái liên quan đến cô Hoàng Loan và một bên là cô Hồng Loan yêu cầu không được nói đó thì đây là một cái 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 vấn đề là là cái cuộc chiến là rất là thú vị bà con ha à, thì để chúng ta chờ xem nó như thế nào còn cái ảnh này thì là tôi tôi lấy một cái ảnh cho nó đẹp đẹp thôi chứ nó cũng không có ý nghĩa gì bởi vì ở ở trên mạng hầu như là chỉ ảnh của cô hồng loan và cô hồng phượng không à thì tôi không muốn lấy ảnh của hai người đó do đó là tôi lấy một cái ảnh này à thì à, cho nó trung dung vậy thôi chứ nó cũng không có ý nghĩa gì để lên đây cho nó đẹp đẹp à, thế thôi bà con ạ à. đó thì thưa bà con à, thì à, tôi sẽ theo dõi thuần về pháp lý hả thuần về pháp lý không có tình cảm không có, có 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 cái 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 bài tỏ về cái tình cảm ủng hộ ấy không ủng hộ ai cả à trong vụ này tôi sẽ hoàn toàn là 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 như là một người theo dõi à theo dõi về pháp lý mà thôi rồi thì à, ai chưa đăng ký kênh của tôi thì à, xin đăng ký dùng và một lần nữa xin chúc cho bà con mọi sự an lành bình yên xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả bà con Xin hẹn gặp bà con trong video sau. Xin bye bye tất cả mọi người.